chào toàn thể quý cô bác anh chị nhé. Đấy, hôm nay bên em có về 100 máy siết bu lông dòng cao cấp của Đề Quân anh em nhé. Anh em nhớ đây là dòng cao cấp này, sử dụng pin 118V 6Ah này. Đấy. Bên này là nó sử dụng động cơ, nó ghi này, sử dụng động cơ DCF 887 nhá anh em nhá. Đấy, động cơ không chổi than. Dòng này là dòng bu lông 2-in-1, vừa có thể bắn vít và bắn bu lông. Thì đây em có tháo máy ra cho anh em xem. Thì máy được sử dụng là lõi đồng 100% và động cơ rất là lớn anh em nhá. Động cơ không chổi than rất là lớn. Hộp số bánh răng được làm tất cả là bằng kim loại, hợp kim. Đấy, rất là nhiều bánh răng bên trong anh em nhé. Và có răng cao su bảo vệ chống chảy dầu. Điều đặc biệt hơn của con máy này là nó sử dụng pin với dung lượng sử dụng được 4 đến 6 tiếng. Đấy, nó khác hẳn các dòng pin khác anh em mua ở trên thị trường. Đấy, vì anh em có thể nhìn là máy này nó sử dụng này. Trên cái bảng mạch của nó là gồm có 3 cái diode này và 2 cái IC. À, 3 cái IC, 3 cái diode. Dùng được lâu hơn. Anh em nhìn này, bên này nó chỉ có 2 này và 2 này. Đấy, thì nó làm giảm linh kiện đi để tăng lợi nhuận. Đấy, bán hàng. Còn bên em về hàng là rất là chuẩn anh em nhá. Đấy, thì cái mạch này nó sẽ bảo vệ pin và bảo vệ thân máy. Đấy. Sử dụng được khoảng tầm 4 đến 6 tiếng một quả. Đấy, còn dòng này sẽ không mang được nha anh em nhé. Dòng xả nó sẽ ra nhanh hơn vì nó không bảo vệ được pin, nó thiếu này anh em nhìn này, những chỗ trống này. Đấy, trống này. Thì em có về 100 bộ xả kho cho anh em với hai combo là combo 2 pin, 1 máy, 1 xả, kèm theo phụ kiện là một đầu bắn vít và một đầu bu lông 22, giá là 900.000, bao ship về tận nhà, kiểm tra hàng ok mới thanh toán, bảo hành là 12 tháng, đấy, lỗi đổi mới trong 7 ngày. Và một và bên tay phải đấy, là bộ cũng là một máy, hai pin và một sạc, kèm theo phụ kiện là 5 đầu khẩu này, 14, 13, 14, 17, 19, 22, một đầu chuyển bắn vít, một đầu chuyển khoan. Đấy, kèm theo phụ kiện nữa là đầu khẩu nhỏ từ 4 đến 12. Đấy, các mũi khoan, mũi bắn vít và một dây chuyển hướng để anh em có thể khoan. Đấy, bắn góc cạnh này, bắn vít góc cạnh này. Thì bộ sản phẩm bên tay phải giá là 1.050.000 và bao ship anh em nhé. Và dòng này là cũng sẽ là bảo hành 12 tháng và đổi mới trong vòng 7 ngày, kiểm tra hàng ok thanh toán anh em nhé. Em test mở ốc bánh xe số cho anh em xem nhé. Bánh xe quay này, ốc 19 này. Ra ngay anh em nhé. Vào này. Rất là chặt anh em nhé. Em mở ốc xe tay ga cho anh em xem nhé. Ra nhẹ nhàng luôn. Máy rất là ok anh em nhé. Thả nước này, thoải mái này. Đấy, anh em nhớ là test máy thì anh em mình có thể nhúng thân máy vào nước thoải mái nhé, nhưng mà đừng nhúng pin nhé, không được nhúng pin anh em nhé. Rất là ok rồi, thoải nước này. Đấy, motor không chổi than nên là ngắm nước cũng không sao, không vấn đề gì cả. Đấy, em để lâu này, anh em nhớ là không được nhúng vào phần pin nhé. Đấy, vào phần máy thoải mái. Anh em thấy không? Máy rất là bền. Thì em đã test ở dưới nước này. Đấy, mà quăng quật thì thoải mái trong này. Ok nha anh em. Ra anh em nhé. Xem nó do bình hay là gì. Ốc cổ xem cái máy. Sát thùng rất là dày anh em nhé.
đập rất là khỏe. Con này thì bắn đít tôn, bắn lái tôn là ngọt ngào nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngọt. Đấy, mà hộp xà cồ thì rất là dày mà bắn rất là ngon. Với một pin này anh em bắn trên mái khoảng tầm 4 đến 6 tiếng thoải mái nha anh em nhé. Cả buổi luôn. Búa đập rất là khỏe. Trên chất lượng là kém nhá, hộp kém rất là dày này. Rất là khỏe anh em ạ. Con này anh em nào mà mua làm món tôm này rất là hợp lý. Đặc biệt là mũi này rất là chắc chắn đấy, không bị dễ rơi như các hàng khác. Rồi.